Đấy thì người ta cho mình hỗn hợp ba chất XY này, gồm có XY và ancol propylic. XY là hai amin no đơn sức mình cần. Thì đương nhiên là XY thì mình sẽ đặt chung là CN2N cộng 3N thôi, amon. Rồi, còn ancol propylic thì nó sẽ C3H5OH, à C3H7OH, và là bmol. Còn cả hỗn hợp này cộng oxy là CO2 nước nitơ. Chúng ta thấy rằng là như vậy chúng ta còn 3 ẩn, một là N, hai là A và ba là B. Chúng ta có 3 ẩn NAB. Và với 3 ẩn này chúng ta có đủ 3 số liệu rồi. Đúng chưa? Thì đây là bài toán này cũng khá là ngon ăn. Trong số các bài toán khó, đây là mức 9 cộng rồi, đúng không? Đây là bài toán khá ngon ăn ở cái mức 9 cộng đấy. Chúng ta thiết lập 3 phương trình thôi, đúng không? A cộng B bằng 0,3. Đương nhiên rồi đúng không? Tổng số mol hợp là 0,3. Với CO2 thì chúng ta bảo toàn C, đúng không? Mol CO2 cũng bảo toàn C. C thì đây sẽ là N nhân với A này. Cộng với cả 3 nhân với B này. NA cộng 3B thì bằng CO2, đúng không? CO2 bên này là 1. Còn oxy thì chúng ta vẫn làm như lúc đấy. Đây, khi mà có nitơ thì hệ số cân bằng của oxy nó vẫn thế. Vẫn lấy số mol này nhân với cả số carbon này. Cộng với số hydro trên 4. Đúng. Số carbon cộng số hydro trên 4. Đúng. Được chưa? Thì chúng ta nhớ theo một công thức này thôi cho nó dễ. Chứ chúng ta đừng nhớ cái công thức là chúng ta nhiều bạn là dồn cái này vào nhớ luôn thì nó sẽ là khó. Chúng ta chỉ nhớ một công thức thôi, một số carbon cộng số hydro trên 4. Nó sẽ dễ hơn. Đó. Và trừ số oxy trên 2. Ở đây không có oxy. Sang bên này thì có oxy rồi đúng không? Số carbon này. Số carbon là 3 đây. Số hydro đây. Hydro là 8. 8 trên 4. Số hydro trên 4 trừ số oxy trên 2. Oxy đây là 1. Như vậy công thức tính oxy là mình nhớ được. Nhân với B. Là 1,5. Đến đây thì chúng ta nếu mà làm theo cách này thì chúng ta phải có một cái khéo léo một chút về toán học, chúng ta phải khéo léo một chút là chúng ta đặt NA bằng là cái ẩn thứ ba là Z, đúng không? Và chúng ta bấm máy tính chúng ta sẽ giải cho ba ẩn A, B và Z thì chúng ta mới giải được luôn nhé. Chứ nếu bạn nào mà chúng ta không đặt NA bằng Z thì chúng ta không bấm máy tính được luôn đâu, và đi biến đổi nó rất là mệt. Đây chúng ta có một cái động tác rất là nhẹ nhàng thôi là đặt NA bằng Z phát là bấm máy tính được luôn. Đến ba phương trình ba ẩn sẽ giải ra cái các phương trình này. Và 0,2 và 0,1 là số mol tương ứng. Thế còn với n bằng 3,5 thì amin nó sẽ là không là C3H9N và C4H11N. Và chúng ta lưu ý là với cả số 3,5 này là một cái số đặc biệt nên chúng ta có thể nhẩm số mol ngay. Và trung điểm của 3 và 4 thì số mol của hai cái amin nó sẽ bằng. Tổng số mol của hai amin là 0,2 đây. Thì mỗi amin sẽ là 0,1. Được chưa? Đấy thì như vậy bài này rõ ràng là một bài rất là ngon ăn đúng không? Được chưa? Chúng ta cái léo một chút là giải được nhé. Hôm trước là thầy đã hướng dẫn cho bạn rồi thì nhiều bạn là ở phía đến lập xong bước hệ công trình này loay hoay không biết giải nào. Mình ta học toán khéo khéo một chút thôi. Mình giải rất là dễ. Đấy, thì bài này là rất là khả quan. Đúng không? Bạn nào làm được cháy tốt thì khả quan.